Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Lục Trần tội ác dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ dì ghẻ bạo hành dã man bé gái 8 tuổi đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố Nguyễn Võ Quỳnh Trang, sinh năm 1995, ở Gia Lai, về tội giết người và hành hạ người khác. Nguyễn Kim Trung Thái, sinh năm 1985, cha bé gái, bị đề nghị truy tố hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Nạn nhân trong vụ án là cháu NTVA, 8 tuổi. Kết luận điều tra nêu Nguyễn Võ Quỳnh Trang có quan hệ tình cảm với Nguyễn Kim Trung Thái. Sau đó, Trang dọn về sống cùng Thái và cháu VA, 8 tuổi, con của Thái với vợ cũ tại chung cư Sài Gòn Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh. Quá trình sống chung, Trang nhiều lần dùng roi mây để đánh đập, hành hạ cháu A, gây ra nhiều vết bầm trên người bé. Thái cũng nhiều lần chứng kiến bé A bị Trang dùng roi và cây đánh con nhưng không can ngăn, thậm chí đôi lúc còn chửi mắng và đánh con gái. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, trong quá trình dạy cháu A học bài, Trang đã đánh cháu nhiều lần vì cháu làm bài sai. Trưa cùng ngày, cháu A nói mệt và vào phòng nghỉ rồi nôn ói. Thấy vậy, Trang đã gọi cho Thái về nhà, Thái đưa cháu A vào nhà tắm để cháu nôn ói. Chiều cùng ngày, bé VA được Thái đưa đến cấp cứu tại một bệnh viện ở quận Bình Thạnh trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong, thi thể có nhiều vết bầm tím, nghi bị đánh. Dựa trên căn cứ kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra thông báo nguyên nhân cái chết của cháu A bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ mới khác nhau. Sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra lần lượt khởi tố, bắt tạm giam Trang và Thái do có liên quan đến cái chết của bé VA. Trang bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người. Thái bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. Tại cơ quan điều tra, Thái khai thời gian sống chung với Trang và cháu A từ giữa năm 2020, Trang thỉnh thoảng có đánh la cháu. Nhưng đến tháng 10 năm 2021, cháu phải học online, Thái giao Trang kèm dạy cháu học thì Trang thường chửi mắng, đánh đập cháu A bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây. Phục hồi camera ghi nhận hình ảnh những ngày tháng trước đó, cảnh sát phát hiện Trang nhiều lần bạo hành, đánh đập bé và đều có sự chứng kiến của Thái, nhưng Thái không can ngăn. Thái cũng thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị Trang đánh, chính Thái cũng có lần cầm cây đánh con. Thái biết Trang dùng roi cây để đánh con mình nhiều lần, gây thương tích ở một số vùng nguy hiểm trên cơ thể, nhưng Thái không nghĩ đến hậu quả xảy ra nên vẫn để Trang dạy dỗ con mình. Đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, bé A bị hành hạ dã man trong khoảng 4 tiếng trước khi tử vong. Thái khai ngày hôm đó đi làm, không chứng kiến việc Trang đánh con. Khi về nhà, thấy con ngất lịm, Thái làm những động tác sơ cứu, nhưng cảm nhận con không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện. Trong thời gian chờ cấp cứu ở bệnh viện, Trang có kể cho Thái biết việc đánh bé VA. Tuy nhiên, Thái không trình báo, không tố giác mà còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà chung cư, xóa dữ liệu camera. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, cháu A tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương.